Xin chào các bạn, thì hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn một số cái, đây các bạn nhìn thấy RAM. Làm cho nó lạ lạ mắt chút. Không biết các bạn đã nhìn thấy mấy cái RAM này bây giờ chưa? Hay RAM đầy đầu là DRAM bus 33. Đây, nó có hai khe cắm. Này thì giờ không ai xài nữa. Đây nữa nè. 128 MB. Hàng hiếm. Hàng hiếm. Hàng gọi là hàng cổ. Năm sản xuất thì khoảng năm 97. Hàng hiếm. Đây. DR bus 452 MB. Nè, DR. DDR nè. Các bạn có thể xem cái khoảng cách của hai cái khe RAM này, chúng ta có thể đoán được. Chúng ta nhìn vào cái mác này, chúng ta đọc chỉ số của nó, chúng ta biết được cái RAM là RAM như thế nào. Đây là DR. Này thì người ta gọi là RAM 2. Các cái chỉ số này thì chúng ta thấy này, đây là bus 666 DR2. Cái khe của nó, các bạn có thể thấy này, cái khe của nó. Này, chúng ta có thể đo này. Cái này là RAM bus DDR mà nó cũng giống DDR2 mà bus nó khác. Cái khe của nó này nó khác chút. Đó. Các bạn có thể thấy khe này. Trái ngược nhau. Đây là DR3. Cái khe, cái RAM của nó, cái khoảng cách này sẽ ngắn hơn DR2. Đó là khoảng cách này. Đấy. Thường người ta đã đọc chỉ số đây nè. DR3 bớt 1600. Rồi này là dung lượng của RAM. Này là 2GB. Là SSD. Skin Max. RAM laptop thì nó có RAM 2 hoặc RAM 3. RAM 2 thì nó cái khe này nó ngắn hơn, còn RAM 3 thì nó cái khe của này nó dài hơn. Bạn có thể thấy này. Đây là RAM 2, đây là RAM 3. Đây là cây 2GB, cây này cây 1GB. VC3 này. Made in China. Các bạn giới thiệu các bạn một số cái hàng RAM đó. Cách đọc thì chúng ta nhìn như đây nè. Nhìn như đây nè. Đấy. DR3 nè. Còn tới đây là bus nè. Còn cái này là dung lượng RAM nè. Các bạn chú ý đến mấy cái thông số này thôi. Thường trên main thì nó cũng có thông số như ví dụ như là bus nó cho sử dụng bus từ bus bao nhiêu đến bao nhiêu á, khoảng là bớt 1.300 hoặc là 1.333 và tới 1.600 gì đấy. Thì nếu mà có hỗ trợ bớt mà nó trên RAM này, chúng ta cắm vô nó sẽ chạy thôi. Rồi, đấy. Cái này là hàng độc nè. Dưới năm kỷ niệm, giờ không ai xài hết. 128 đầy đầu.